Rồi em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một phôi sam ngọc nha. Hàng mini siêu lửa nha anh chị cô chú. Đây nó có hai cái cánh lửa đây. Chốt sóng nha. Đây là chốt sóng nha anh chị. Bầu sơ dừa nha. Đây là bầu sơ dừa nha. Những chị chốt sóng nó đây. Rồi, anh chị cô chú so lại thổ keo giúp em nha. Cây này nó cao từ mặt bầu lên lũ đỉnh nó tầm khoảng 10 cm nha.